mua cá của anh làm này theo yêu cầu của anh ấy, bảo em mà quay video này. Lúc đấy màu đen này nó không quan mấy, bây giờ nó màu vàng này, nó quan nhiều này, em nhìn này. Đấy, video ra này, đấy, quay nó quấn vào này là 2 phân, đấy, quấn vào cái này 2 phân này. Bây giờ em cho vào gái may cho anh xem nhá. Đây là xưởng mới mở, cho nên là đến khi mà chuyển sang chiếc xưởng mới mở và làm bắt đầu làm toàn vẻ quăn, cho nên là thợ can sai quăn họ sợ họ nghỉ. Và em tìm được cái này thì là họ nghỉ mất rồi, là mình ra mình tập can sai, sau này mà tuyển được người nào mà họ làm được thì là họ cứ thế họ làm. Nhưng cái này thì dễ thôi, cái này thợ phụ em không can sai bao giờ, em gài vào gá xong cái là em máy được luôn. Ôi, nó quăn thế này cơ mà. Quăn này, dở ra này. Nhưng cái này thì không ấy được, nhưng mà như thế này là nó về ra được hết. Đấy.